Xin mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Dừng đói của tác giả Nguyễn Trọng Luân, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2016. Phần 11. C4 luôn ở cạnh C2 của tôi. Quân sinh viên y khoa toàn những thằng đẹp trai. Dưới con mắt lính cơ điện chúng tôi thì bọn này chỉ làm nghề đỡ đẻ là hợp lý nhất. Bắt chúng nó đi đánh nhau bằng súng đạn, khổ chúng nó ra ấy thế cứ gặp nhau là cãi nhau om sòm bọn y khoa không chịu thua lũ sinh viên kỹ thuật ức quá rủ nhau đi bắn thi chuyện ấy là lúc còn hành quân trên đường trường sơn cuộc bắn thi diễn ra ở trạm sáu hai bên cơ điện là tôi còn bên y khoa là thằng sĩ chiều hôm ấy đi xa trạm chừng bốn mươi lăm phút rừng già đầy những thứ cây cổ thụ và những dây gắm nhằng nhiệt, ở đó rất dễ có trồn ra ăn hạt gắm mấy thằng đi theo cổ vũ đa số là bọn y khoa cuộc thi ấy tôi thua sĩ nó bắn một phát rơi con sóc còn tôi bắn một phát xua cả đàn sóc chạy rầm rầm đốt lửa nướng con sóc bọn y khoa ăn phần đầu còn lũ sinh viên cơ điện ăn phần đít Bọn C4 cũng có nhiều thành tích trên đường hành quân Trường Sơn lắm. Chúng nó nổi tiếng là đánh cá bằng lựu đạn. Hôm hành quân vào đến sông Pô Cô, chưa kịp giao quân cho công trường 3, bọn nó đã lập thành tích làm bể mất một cái mũ cối và một thằng suýt thì còn lại một mắt. Chỉ vì ném bộc phá xuống chỗ nước nông, mảnh đá văng lên làm sứt chán và bung mũ cối của chiến sĩ. C4 tối đó được đứng nghiêm nghe chính trị viên tiểu đoàn quán triệt. Đêm, thằng sĩ sang võng tôi ca cẩm, mũi đốt quá mà không dám chửi mũi, sợ chính trị viên hiểu nhầm. Chả hiểu sao, sau đận bắt ong, thằng Thiện và thằng Sương, khoa cơ khí được điều sang C4. Vác ba lô lên vai tạm biệt chúng tôi, hai thằng nhăn răng bảo, chúng tao sang C4 làm nòng cốt bắn cầy cáo ong bướm đây. Chúng mày ở lại khỏe nhé. Cười he he tạm biệt nhau lúc chiều. Sáng hôm sau lại gặp nhau lúc gùi sắm ra sông. Mấy hôm nay bên C4 nhiều thằng xuất rét. Bọn nó bảo ra do đại đội nó vớ được một vạt rừng búng báng. Ăn búng báng thì ngon nhưng dễ sốt. Thằng sĩ bảo kệ mẹ nó, sốt có thuốc. Với lại đại đội tao toàn thằng sinh viên y khoa khỏe như voi. Kệ đời thằng mục trung đội thằng sĩ có thằng khoái đẹp trai nhà ở thị xã thái nguyên nó gùi sắn đi như không thế mà khoái đổ ốm rồi nó nằm rên hừ hừ gọi anh sĩ ơi vặt cho em nắm lá bứa bẻ cành bứa để vào đầu võng cho nó rồi cả trung đội lại đi vào rừng thằng khoái nằm ăn lá bứa ôm khẩu ak trên võng chỉ mới ba hôm trước cả tiểu đội thằng sĩ đi tắm, con suối nông đến thắt lưng, nước lờ lờ vàng. Thằng khoái nhúng cái quần đùi xuống nước, rồi lộn mặt trong lấy mảnh nứa cạo cạo. Thằng Dương ngó sang cười he he, thằng này sóc lọ. Khoái bẽn lẽn, đâu mà, em ngủ mê đấy. Thằng sĩ nói toáng lên, thằng này cạo con hả? Cả lũ cười re ré. Bỗng thằng sĩ nói rất nghiêm trọng. Hàng ngàn hàng vạn lính mình cứ sống trong rừng, và biết đâu những con suối Trường Sơn này đã cuốn trôi đi bao nhiêu mầm non tài năng mà không biết. hừ, thằng Dương gật gù, thật đấy, chúng mày ạ, à, bao nhiêu năm trời, bao nhiêu đàn ông bỏ phí mất bao nhiêu là trứng, ha, có thể có rất nhiều bác sĩ, bác học và cả kẻ cướp ở trong đó ấy chứ. mấy thằng tắm chuồng cười vang rừng, con suối trôi lờ lờ cái chỗ chúng nó tắm có những bãi đầy những thứ khoai nước thân gầy xanh lét lính cũ gọi là môn thục thằng khoái bỏ cái quần đùi đang cạo dở tổng ngồng nhổ cả một đống môn thục khoái cười tối nay tẩm bổ cháo sắn môn thục ngày mai con cái lại đầy ứ khiếp thằng dương bảo mày làm môn thục như nhân sâm buổi chiều đi gồi sắn ra pô cô về thấy võng thằng khoái im thiên thít chúng nó chạy vội vào Thấy nó lơ đơ mắt Gọi khoái ơi Nó hé ra Em đói quá, mệt quá Uống lên thằng sĩ còn hai thanh lương khô Bẻ ra cho khoái Nó không nuốt được Một thằng dầm miếng lương khô vào can nước Thằng khoái uống Nó tỉnh Nó bảo y tá tiêm rồi Em thấy đái buốt lắm Đói quá Giá mà được bát cơm có thịt Thì chết cũng đã Thằng sĩ chửi đồ thối mổ. Rồi thằng sĩ khóc, hỏi mày có đái ra máu không? Nó bảo có. Tiểu đội quyết định hôm nay nấu 3 bát gạo thay vì hai bát như mọi hôm. Chả đợi cơm nữa, sĩ gọi Dương khoác súng đi vào rừng. A trưởng biết chúng nó đi bắn thú, lệnh trên cấm tuyệt đối săn bắn, cấm nổ súng trong khu vực chú quân. Nhưng đến nước này thì chúng nó liều. Ra khỏi vật rừng đóng quân, Sĩ bảo với Dương, thằng khoái sắp chết rồi, nó bị ác tính, đái ra máu mà lại đang tỉnh nữa là chết đấy. Rồi sĩ ngửa mặt lên rời, giờ. ông rời ơi, ông thương thằng khoái với ông ơi. Thằng Dương đổ vội ra nắp ân gô thổi phù phù. Khoái ơi, cháu chín rồi. Nhưng đúng lúc ấy, thằng Khoái dướn người lên, khẩu súng ngắn của nó phụt đạn ướt hết quần. Mắt nó lờ đờ, rồi lịm hẳn. Khoái chết rồi. Cả tiểu đội òa khóc. Sĩ gọi toáng lên. Khoái ơi, tao bắn con mang tưởng là mày được miếng thịt rồi hãy chết. Thế mà, rời trả thương mày. Dừng lạnh có gió gió đung đưa cành lá bứa đã héo ở đầu võng thằng khoái rừng cũng đang đói thằng khoái chết chúng nó gói bằng cái võng dù rồi bọc ngoài cái tăng cái võng rõ là khai vì mấy ngày sốt rét mồ hôi đầm ra loang lộ thằng khoái nằm trên cái bàn ăn của tiểu đội làm bằng thân cây mô lông ghép lại gió hun hút thổi gió thì thào, nghe kinh bỏ mẹ. Đêm ấy, cả trung đội thằng sĩ không ngủ. Nồi cháo sắn nấu với thịt mang rừng, ngon là thế, vẫn ê hề. Hình như cả trung đội không đói nữa, chỉ có rừng đói thôi. Thằng sĩ nằm trên võng. Võng của nó không căng tăng, có con ve rừng đái lên mặt sĩ. Nó nằm nguyên giọt nước đái con ve xây sẩm buồn trên má nó. Hết phần 11. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.